hỏi nó đi. Hôm nay mày bị sao vậy Út Chót? Môn nào mày cũng bị cô la là sao? Thôi, mấy bạn về đi. Cảm ơn mấy bạn nha. Vậy tôi về nha. Má ơi! Má! Sáng giờ tao xào quần ở bên công an xã. Ủa mà rồi nhớ hồi sáng cái lúc mà tía đi đó là bà lui cua bà nấu có gì dưới bếp đó mà. Ủa bà tía lên công an làm gì tía? Thì để trình báo cái chuyện là hai đứa chị của con đó chứ cái gì. Có hy vọng gì không tía? Họ nói thì họ sẽ chuyển cái vụ hồ sơ này đã lên cấp cao hơn. Bởi cái vụ này đã tương đối phức tạp. Ủa mà rồi? Dạ. Ủa mà rồi con nói con má mày đâu? Con trời biết. Trời đất ơi, đi kiếm cái coi cái bà này khổ quá, què quặt gì mà đi đâu không biết nữa. Đi đi đi. Đi nhanh đi tía. Bà ơi! Má ơi! Trời đất ơi, ôi trời. Má ơi. Sao má ngồi đây? Bà làm hai tí con tôi hết hồn hết vía. Ông gì? Hôm qua tôi nằm mơ á, tôi thấy thằng Tư nó về ông ơi. Hả? Tôi mừng hết lớn luôn vậy đó. Con ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Hai cha con ông á cùng với tôi ngồi ở đây chờ thằng Tư về ha. Coi bà sao vậy? Nằm chim bao thôi mà chứ bộ thiệt đâu. Không, tôi có linh tính là hôm nay nó về mà. Tôi nhớ nó lắm. Tôi nhớ ông Ba Ngọc nữa. Ông ơi. Còn con hai nữa. Mà sao lâu quá nó không về hả ông? Nó đi đâu cả chục ngày rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Má, hôm qua anh ba có ghé nhà mình á, mà lúc đó má uống thuốc xong má ngủ luôn rồi. Vậy hả? Ủa, vậy con hai hiện đâu? Dạ, chị hai dặn anh ba là nói với má giờ ở chỗ chị Diễm á, cần người gấp nên nhận lại chị hai chị ba luôn. Trời đất ơi, cái con hai này tự nhiên nó đi lên thăm con Ba Ngọc rồi ở luôn ở trển hả? Thiệt. Rồi còn đám hỏi của nó làm sao đây? Trời ơi, vậy mà thằng ba nó cũng chịu được. Thấy thiệt á. Thôi mình về đi bà. Không. Coi hai cha con ông đi về đi. Tôi ngồi ở đây tôi chờ thằng Tư nó về. Nó cũng sắp về rồi đó. Nè, bà đừng có chướng nghe. Thôi không bây đi về đi. Tôi hứa đó, tôi đi kiếm nó cho bà ha. Ông nhớ đó nghe. Mình về đi má. Tôi hứa nè. Đi. Đỡ má con. Đi từ từ thôi má. Tôi ở nhà tôi còn lận mấy phân vàng. Rồi sao? Đợi thằng Tư nó về ha. Mình ăn mừng luôn nghe ông. Ăn mừng luôn. Đi. Thôi bà, đi gì à? Đi. Tía, cái gì?
Anh chị Năm ơi, có nhà không anh chị? Ủa, sao không có ai hết vậy cả? Con nói với tía rồi, Hai Hiền có công chuyện ở lại Sài Gòn mấy bữa nữa mới về. Tía không tin, tía nằng nặc đồ qua đây là sao? Thì tao qua chơi không được sao mày? Mình về đi tía. Ủa, thằng Tư Nghĩa là gì kìa ba Hiếu? Anh ba Hiếu. Ủa, con chào ba. Tư Nghĩa. Con. Tía ơi, tía. Chào chú. Tía ơi. Má ơi, má. Ơi, có ai nhà con kêu? Chị Hai ơi. Kìa Nghĩa. Út ơi. Trời ơi, cái thằng. Anh ba, chú Tám ơi. Tự nhiên, nhà con đâu hết rồi? Mà đi đâu rồi, tao không biết nữa. Anh qua, anh cũng không thấy ai hết. Nhưng mà em đi đâu mà biệt tích lâu quá vậy? Mà thôi chuyện đó để sau đi. Nhưng mà sao tự nhiên hôm nay em về nhà mà không có ai hết trơn vậy? Chị ba đâu anh? Chị ba đâu? Em hỏi bà Ngọc hả? Dạ. Đúng rồi. Có chuyện gì xảy ra với chị ba em đúng không? Đúng không anh ba? Sao em hỏi vậy? Anh nói vậy nghĩ là... Trời ơi, con ba Ngọc á, nó lên Sài Gòn, nó phụ bán hàng tiếp với người ta đó mà. Bị gì là bị sao? Đúng rồi. Bác Tám vừa nói là chị ba của con lên Sài Gòn hả bác Tám? Nó theo Hai Hiền lên phụ bán hàng cho người ta gì đó. Phải. Ba Ngọc lên Sài Gòn phụ bán quần áo với người ta. Khoan. Bác Tám với là anh ba nói là chị hai em với chị ba đang ở trên Sài Gòn ở chung với nhau luôn hả? Trời ơi. Mà có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy? Tư Nghĩa, mày sao vậy? Cái gì? Tư Nghĩa. Sao vậy con? Hồi sáng á, thằng Tư Nghĩa nó thấy chị mình bị tụi lưu manh bắt lên xe. Vậy à? Cho nên nó mới chạy về đây để coi có chuyện gì xảy ra không. Hả? Em thấy bà Ngọc hả? Dạ. Bà Ngọc sao? Nói nghe. Con gặp Hai Hiền không? Rồi bà Ngọc sao? Mày, em không có biết. Trời ơi Tư Nghĩa ơi, mày nói cái gì mà tao không hiểu ớt dép gì hết trơn vậy? Trời ơi. Rồi bà Ngọc nó bị làm sao? Anh Năm. Bà. Trời ơi Tư. Kìa Tư. Tư à. Anh Tư. Tư. Bà. Mày. Con. Bà. Chào anh. Má bị sao vậy má? Má ngồi đi, để con đỡ cho má. Má nhà mình, tự nhiên nhà mình xảy ra chuyện gì vậy má? Má nói con nghe đi. Tư ơi. Dạ. Bay đi đâu mà bây giờ mới về vậy hả? Bay làm má lo lắm, bay biết không? Má ơi, con xin lỗi má. Má nằm mơ, thấy anh Tư về, cho nên má ra đầu làng đón anh. Ai ngờ anh về thiệt. Má ơi, tất cả mọi chuyện là lỗi của con hết á. Con xin lỗi má. Má. Thế à, tất cả mọi chuyện là lỗi của con hết. Con xin lỗi tía. Con xin lỗi tía nhiều lắm. Tía là lỗi cho con nha tía. Con có lỗi. Vậy rất là tốt rồi. Con có lỗi phải gì hết trơn hết trọi á. Anh à. Dạ. Tôi là chủ cửa hàng xe máy. Tư Nghĩa đang học nghề ở chỗ tôi. Dạ cảm ơn anh. Anh Năm à, hình như con ba Ngọc á, nó có chuyện gì đó anh Năm. Té. Bà Ngọc đâu có gì đâu. Tí đừng có lo nha. Anh Tám, anh nói con ba nhà tôi bị cái gì hả anh Tám? Thì thằng Tư nó nói. Anh ba, chị ba mình á lên Sài Gòn hồi nào vậy má? Nó lên cỡ 2 tuần rồi. Mà có chuyện gì vậy con? Gia đình mày biết không, sáng nay nè, chính mắt con thấy là chị ba mình á bị người ta bắt cóc đưa lên xe. Lúc đó con cố gắng, con dùng hết sức để con cứu, nhưng mà không được. Mày nói con ba bị người ta bắt cóc hả? Dạ. Lúc đó chị ba còn kịp nhận ra mặt của con nữa mà. Chắc đám người đó là của mụ Diễm á tía.
Em nói Diễm nào vậy Út Chót? Em... Hả? Diễm nào vậy Út Chót? Trời ơi, cha con ông còn giấu tôi chuyện gì nữa? Tôi chết liền tại chỗ cho ông vừa lòng đây nè. Bà gì nữa? Bình tĩnh đi. Tới nước này rồi, nói sự thật cho má biết đi tía ơi. Bà bình tĩnh. Má bình tĩnh nha má. Tía nói con nghe đi. Cái chuyện mà chị ba con theo bà Diễm, mà bà Diễm đó là ai hả? Nó là đứa ở sông này trước đây. Đúng ra là chị hai có thể trốn thoát được rồi, nhưng mà cái chị này á, nói là trong động chị Diễm có một người rất giống chị ba, cho nên chị hai quyết định ở lại để mà tìm chị ba. Đúng là chị ba rồi. Sao con đâm vậy? Trời ơi, cấp cứu đi. Má tỉnh dậy đi má. Đưa lên xe. Đưa Nghĩa. Dạ, dạ, dạ. Đưa mẹ con lên xe. Dạ. Đi cấp cứu liền. Nhanh lên. Dạ, đừng tự nhiên hết. Con sợ chứ má. Má ơi. Má ơi. Đừng bỏ con. Má ơi. Má ơi. Má. Nhanh lên. Má. Nhanh lên xe ơi. Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài. Cứu má con bác sĩ ơi. Mời cậu ra ngoài. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Anh bình tĩnh đi anh. Má mày đâu? Má mày đâu rồi? Má mày đâu rồi? Anh ngồi đi anh. Má tới đây đi má. Đừng có bỏ con má. Má ơi. Ủa, ba gọi. Alo, con nghe ba. Xuân Khải con. Dạ, có gì không ba? Mẹ Tư Nghĩa có chuyện rồi. Hả? Giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Má ơi, má đừng có bỏ con đi mà má. Ba, tình hình sao rồi ba? Bác sĩ nói là người nhà lo hậu sự luôn đi. Hả? Trời. Mời tất cả người nhà vô thăm bệnh nhân lần cuối. Má đừng có bỏ con má ơi. Má. Má ơi. Má ơi. Đừng có bỏ con má ơi. Đừng có bỏ con má ơi. Má ơi. Tôi đây. Bà ơi bà. Bà đừng có nghe mà bà. Bà đừng làm con sợ mà bà. Bác sĩ ơi bác sĩ. Má, đừng có bỏ tụi con nghe má. Tôi nghe nè. Không, cứ nói bậy, bà không có sao quá đó. Má ơi, đừng bỏ con nghe má. Má đừng có bỏ tụi con má. Tìm hai đứa nó. Chắc chắn.
Con hứa sẽ gặp hai chị với má. Nhưng mà má phải sống, má phải sống để gặp mặt hai chị nha má ơi. Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Bác ơi, con có muốn. Má ơi, yêu ơi, ba mẹ giờ mà bỏ con kìa má ơi. Bác Năm, bác Năm. Ba kêu má lên đây đi ba. Ba ơi, anh ba. Bụng ngày càng bự, khó cài quần quá. Đây, em cài cho. Nuôi trong sáng mai, Đắc Khung sẽ được thả ra. Tất cả là nhờ công anh ba hết đó. Thật ra là do anh chỉ cách đối phó thôi. Chứ một mình anh ba cũng đâu làm được gì đâu. Nè, đừng có phụ công sức của anh ba đó. Sau này chúng ta còn phải nhờ vả nhiều lắm. Anh, em cũng muốn đích thân gặp ảnh lắm đó. Nhưng mà ảnh cứ né em hoài, em bức xúc ghê vậy đó. Người ta trọng trách lớn, phải biết giữ kẻ chứ em. Đâu có liều mạng như anh được. Hơn nữa bây giờ chính phủ đang đẩy mạnh chống tiêu cực, nên anh ba cần phải thận trọng. Khinh suất là chết đó. Anh hai thì sao hả anh? Thôi, đừng có nhắc tới anh hai nữa. Ông thanh liêm lắm. Nè, đừng có mơ mà dụ dỗ ông. Mà bây giờ anh hai cũng đâu có dính dáng gì tới tụi em đâu. Do tướng trực ngoài bộ phụ trách. Tướng trực hả? Trước đây ông là thủ trưởng của anh đó. Anh, hay là hôm nào á anh set up cho em để em gặp tướng trực một bữa nha. Em đừng có điên. Hả? Tướng trực như là bao công vậy. Em có biết bao công là như thế nào không?
Trời ơi, không biết ông lão ông biết vụ này chưa nữa. Nè, khi tướng Trực đã bắt tay vào chuyên án, anh đã báo cáo với Tính Cùi biết rồi, thì đương nhiên siêu trùm của em cũng phải biết. Ờ, mày nè, cho anh hỏi, tới giờ này em có biết chút manh mối gì về ông lão không? Anh biết là trong tổ chức chỉ có một mình Tính Cùi là được phép giáp mặt với lại ông lão thôi mà. Hình thức liên lạc ra sao? Anh ngứa nghề rồi đó hả? Cái này thì không ai biết. Hay là bữa nào anh hỏi Tính Cùi thử coi, nửa chơi nửa giận còn thử trả lời anh sao? Còn gì bữa nào, lát nữa anh có hẹn với hắn nè. À, lần này bánh ít đi bánh quy lại nhanh vậy đó hả? Thôi anh đi đây. Anh sao? Anh nhớ giúp em cái vụ kia nha. Em không có muốn thấy mặt tên Quy chút nào nữa hết. Để anh thử coi sao. Dạ. Chào chào đồng chí. Thủ trưởng, bên viện kiểm sát đã từ chối phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đặc khu và yêu cầu phóng thích hắn ngay lập tức với lý do là chưa đủ cơ sở chứng cứ để buộc tội. Tôi cũng đã đoán ra được chuyện này. Đúng là chứng cứ quá yếu, tang vật chưa có được tới 500 ngàn, thì chúng ta có thể làm gì được hắn? 500 ngàn đó tương ứng với giá trị thì thật là 500 triệu lần. Ta biết, có lẽ bên viện kiểm sát không biết, nhưng pháp luật là pháp luật, cái gì cũng phải minh bạch rõ ràng. Lần này chúng đã có cách đối phó quá tinh vi. Không lẽ mình phải bó tay với bọn chúng hay sao? Thủ trưởng, thủ trưởng có nghĩ là bọn chúng biết trước chiến dịch của ta nên có thời gian chuẩn bị đối phó không? Sao trung tá lại nghĩ vậy? Đợt ra quân lần này cho thấy các cơ sở của Tính Cùi bị ảnh hưởng không nhiều. Thậm chí hệ thống nhà hàng mại dâm của chúng ta cũng chỉ xử lý được vi phạm hành chính thôi. Chứng tỏ trong lực lượng đã có người bắn tin cho chúng biết trước. Dạ phải. Thủ trưởng, cậu lại cứ quên mục đích của chiến dịch lần này là gì sao? Chúng cứ tưởng là ta đã mắc bẫy chúng, nhưng sự thật là ngược lại. Quả thật có hung khói thì mới có chuyện thấy chuột chạy ra khỏi hang chứ. Ý của thủ trưởng là... Không còn nghi ngờ gì nữa, có một con chuột đang ở quanh đây. Là anh Tư sao? Đã có anh Tư thì phải có anh Ba, anh Hai đúng không? Lũ chuột cống này nhất định ta phải tóm hết chúng cho bằng được. Tệ quá. Công nhận nha, anh Tư càng ngày càng đánh càng lên tay thiệt đó. Nè, hình như tôi chơi môn này tôi rất là thích. Mời anh. Em thấy anh Tư theo nghề cảnh sát lộn nghề thì phải, đúng ra anh phải chơi chuyên nghiệp mới đúng. Dạ,
em không có ý gì đâu. Em xin lỗi anh Tư. À quên nữa, em có hai hộp bánh này tặng anh Tư và anh ba ăn lấy thảo. Bánh gì đây? Em cũng không rõ, nhưng mà chắc ngon lắm ạ. Bánh này cũng được, đúng không anh? À, hai hộp giống nhau hả? Dạ. Nè, tôi vốn hảo ngọt, lần sau cho bánh tôi nhiều hơn ha. Dạ. Lần sau em đổi sô-cô-la cho anh luôn ha. À, quên nữa, tôi có hai việc này muốn dặn ông. Tương Trực đã nghi ngờ công ty của bà xã tôi, nên ông bảo cái đám vũ trường và quán bar tạm thời ngưng lấy rượu của bà với lý do là giá bị cao quá. Dạ, em hiểu. Một lý do rất tự nhiên. Thứ hai nữa là thằng Quy. Sao anh? Nó đã gây ra chuyện lớn rồi. Thằng Quy? Nó sao anh? Nó bày đặt làm anh hùng hảo hán, cứu hai đứa nào đó đang bị con Diễm nhốt, đem về phòng. Ai ngờ ngay lúc cảnh sát ập vào kiểm tra, vậy là lòi ra vết máu từ vết thương của hai đứa đó. Có nguy hiểm không anh Tư? Cũng may là bữa đó tôi trực tiếp chỉ huy, nên tìm cách hợp thức hóa được vết máu. Cho nên rất có khả năng chuyện này sẽ đến tay Trung tá Hà, hay có thể là Tướng Trực. Lúc đó mọi khả năng đều có thể xảy ra. Ví dụ như là gì anh? Ví dụ có một đợt kiểm tra đột xuất chẳng hạn, lúc đó các ông sẽ không đủ thời gian để đối phó, vậy là bị hốt trọn ổ. Thằng Huy, thằng này, nó là đứa có đầu óc, làm việc bây giờ sao lại khinh suất như vậy chứ anh? Một đốm lửa nhỏ cũng có thể bắt nguồn cho một vụ cháy nhà. Một khi đã cháy nhà rồi thì chuột cống và chuột bạch đều chung một số phận. Ông hiểu tôi nói chứ? Dạ, em hiểu mà. Em sẽ trừng phạt nó. Anh Tư yên tâm đi. À, con Duy này. Dạ. Tôi muốn hỏi ông. Anh cứ hỏi. Có bao giờ ông nghi ngờ có gián điệp trà trộn trong tổ chức của ông không? Điệp viên? Ý anh Tư nói là cảnh sát nằm vùng đó hả? Em nghĩ là chắc chuyện này không có đâu. Vì mấy đám cắt ké em không tính, còn bốn đứa trong bộ tứ quyền lực, đứa nào cũng thành phần bất hảo đầy mình, làm sao tụi nó... Người chết do những suy nghĩ chủ quan đó. Có thể trước đây chúng ta là đại bàng, là ó đen gì đó, nhưng bây giờ vì một lý do nào đó mà bắt tay làm nội gián cho công an thì sao hả? Nhưng mà anh chỉ nghi ngờ thôi, hay là anh chắc chắn là có nội gián? Tôi chắc chắn, chính tay tôi nghe Tướng Trực đã khẳng định như vậy. Được rồi, em sẽ cấp báo chuyện này cho ông lão để ông giải quyết liền. Nè, hiện nay chỉ có chú và cô Diễm là biết tôi thôi phải không? Dạ. Chuyện này anh Tư khỏi lo. Nhưng còn Diễm là đang cặp kè với thằng Hải Lé, chẳng lẽ nó không tiết lộ cho hắn biết sao? Con Diễm nó thừa thông minh mà anh, nó không vì cái lưỡi mà để mất cái đầu đâu anh. Nhưng dù sao cũng phải quán triệt chuyện này. Tôi mà bị lộ thì ông biết hậu quả sao rồi đó. Dạ, em hiểu mà. Anh Tư yên tâm đi. Thôi, ra đánh vài set nữa đi, rồi nghỉ. Dạ. Hmm.
Anh Tư, anh đi thiệt hả? Ở nhà chăm sóc tí thay anh. Anh Tư, tía nói gì đi tía. Tư Nghĩa à, hay là chú với con Xuân về Sài Gòn trước, con ở lại suy nghĩ vài ngày cho chín chắn hơn nha. Đúng rồi đó, ba tôi nói đúng đó. Gia đình anh đang có chuyện, anh đừng có. Con xin lỗi chú. Nếu như chú không cho con ở nhà, con cũng quyết tâm lên Sài Gòn. Bây giờ con nói thiệt với chú là không ai có thể cản con lên Sài Gòn để tìm chị ba và chị hai của con được. Ý của ba tôi không phải là như vậy đâu, anh đừng có hiểu lầm. Thôi thôi, chú biết tâm trạng của con lúc này dễ bùng nổ lắm. Con cứ theo chú lên Sài Gòn, chú sẽ nhờ mấy người bạn bên công an tìm hai chị giúp cho con. Mà chú nói trước nha, nếu kết quả không được như ý thì con phải về đây. Con là đàn ông, là trụ cột ở trong gia đình, làm sao con có thể bỏ mặc cha già và em nhỏ được chứ, đúng không? Đại quả trong gia đình mình là con gây ra hết. Con có chết cũng không thể nào đền hết tội lỗi với tía má và hai chị. Con xin tía, trước khi còn theo má, con sẽ quyết tâm tìm được chị hai và chị ba về nhà mình. Tía cho phép con nhé. Mày muốn làm sao thì tùy. Tía, sao tía lại nói? Điên thiệt rồi. Đau quá chú, đau còn hơn là ai lấy dao đâm vô tim của mình. Bây giờ nhà con ai cũng bấn loạn, đuối sức hết rồi chú ơi. Con xin chú một điều thôi, chú làm ơn bảo bọc cho Tư Nghĩa. Ừ. Đừng để nó phát cuồng, nó làm bậy nghe chú. Ừ. Nó mà có bề gì, con không biết cái nhà này dựa vô đâu mà lay lắc tiếp nữa nha chú. Con yên tâm đi, chú đã coi thằng Tư Nghĩa như con cháu ở trong nhà, chú sẽ cố gắng. Dạ, con cảm ơn chú. Anh à, hai cha con tôi xin phép đi. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Thôi chú đi. Dạ. Đi con. Thưa bác Năm, con đi. Dạ chú về. Em đi nha. Anh Tư lên Sài Gòn nhớ gọi điện về cho em nha. Ở nhà ngoan nhũ. Thank you.
thôi em đừng buồn nữa nha. Chị đi nha. Trưa trật rồi bà đâu không dọn cơm nước gì ăn hết à? Ha? Bà ơi! Bà! Bà ơi! Ủa sao đi đâu mất tiêu? Ngủ ly bì nằm trên nền đông ngủ hoài. Bữa trưa dậy nấu cơm nấu nước ăn. Mở cửa cho tao. Dạ. Chị Hiền. Chị Thủy đi đâu vậy? Hắn lên Sài Gòn để họp hành gì đó. Sao chị không xin theo? Biết đâu có manh mối tìm em gái chị thì sao? Em nói lớn quá tụi nó nghe được bây giờ. Em xin lỗi. Bây giờ chị đang trong quá trình chiếm niềm tin của hắn. Nếu mà chị xin đi theo, chắc chắn hắn sẽ không cho đi, mà còn nghi ngờ nữa. Chị, em hỏi chị cái này, nếu mà không phải, chị bỏ qua cho em nha. Em hỏi đi. Nếu như tất cả những công sức mà chị bỏ ra cuối cùng vẫn không phải là em gái của chị thì sao? Thì phải chịu thôi. Thế nào mà chẳng có giá của nó. Nếu như em là chị, có lẽ em sẽ không quay trở lại đâu. Bởi vì em không phải là chị, em sẽ không hiểu được những suy nghĩ của chị đâu. Nếu chị trốn được, trong khi em gái của mình đang gặp nguy hiểm trong tay bọn ác nhân thất đức đó, thì tự hỏi chị có thể ăn ngon ngủ yên không? Hay là chị lại dằn vặt đau khổ vì đã hèn nhát đánh mất một cơ hội giải cứu nó? Em thấy cơ hội của chị mong manh quá, mà cái giá phải trả thì quá đắt. Nếu cô gái đó thực sự là Ba Ngọc, chị sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình cho cuộc sống của nó. Sự nhục nhã ê chề hiện nay không đáng gì so với thành quả đó. Cho nên sẽ không bao giờ có chuyện chị ân hận hay lăng tăng vì đã quay trở lại đâu.
mày đi đâu rồi này? Chúng mày đi khách nè. Không, buông tôi ra. Buông nó ra đi. Tôi đã xin ông xìu sủi rồi. Bé Thanh á sẽ phụ tôi dịch mấy hợp đồng với tụi Miên, sẽ không tiếp khách nữa. Ông nói hồi nào? Sao tao không biết? Nếu mày không tin thì gọi cho ổng đi. Thôi được rồi, chuyện này tao sẽ hỏi ổng sau. Nếu mày bày đặt, lên dĩa nha con. Chị bịa chuyện để nói nữa hả? Chứ em có chấp nhận bán thân không? Không, nhưng mà lỡ nó biết chuyện thì sao chị? Yên tâm đi, chị biết cách đối phó với xìu sủi. Nè, cô uống đi. Tôi không bỏ gì trong đây đâu, đừng có sợ. À, tối nay có thể là My xuất viện về đây. Cũng may là không bị gãy cái xương nào hết. Tại sao anh lại tốt với tụi tôi như vậy? Nếu như tụi em gặp phải chuyện gì thì tôi cũng phải chịu liên đới trách nhiệm. Vết thương của em đỡ chưa? Em yên tâm đi, từ giờ trở đi, có sự hiện diện của tôi ở đây, Diễm sẽ không dám dùng nhục hành với tụi em nữa đâu. Tôi chắc chắn đó. Tôi có thể tin anh được không? Tùy em, cứ chờ coi. Nói như vậy, từ trước tới giờ tội ác của mụ Diễm hành hạ chị em tôi thì ai sẽ trừng phạt chứ? Chuyện đó ngoài thẩm quyền của tôi. Tôi chỉ có khả năng ngăn chặn và không cho Diễm sử dụng nhục hình với tụi em thôi. Còn những hình thức bạo lực nhẹ khác thì tôi không thể làm gì được. Nói gì thì nói, tụi em cũng là người của Diễm. Anh ở chung với lũ sói, anh cũng chẳng khác gì mấy người đó hết đó. Em nghĩ tôi sao cũng được mà. Thôi, không nói nhiều nữa, uống sữa đi. Anh Hai, chú đang làm trò gì vậy hả? Dạ, theo tôi. Một trong bộ tứ quyền lực mà lại hạ mình giúp mấy con nhỏ mặt hàng này sao hả? Nếu như em không can thiệp kịp thì hai cô gái đó đã bị hành hạ tới chết rồi. Như vậy hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Không phải là tổ chức mình đã nghiêm cấm việc để xảy ra án mạng trong cơ sở sao? Đó chỉ là trên danh nghĩa để tránh rắc rối, chú hiểu chưa? Mà nếu là nó có chết thì cũng còn lương minh. Chú không nhớ năm rồi, cũng chính tại đây nè, thằng Hải Lan đánh chết một người đó. Nhưng mà em thấy, dù họ có làm gì đi nữa thì cũng là con người. Cho dù họ có phạm tội bỏ trốn thì cũng không thể muốn giết là giết một cách dễ dàng như vậy được. Chính vì cái suy nghĩ thiển cận đó nên chú mãi mãi không bao giờ ngồi lên làm đàn anh được. Nhưng điều nguy hiểm nhất đó là chú đã phạm một sai lầm quá lớn, chú hiểu chưa? Em phạm sai lầm gì? Chú đem từ đó từ trên kia xuống đây nên cảnh sát phát hiện được dấu máu trên giường, và chú đã tạo ra một nguy cơ thật sự. Nhưng mà anh Hai à, đội phục kích đó là do anh Tư anh chỉ huy mà, có gì đâu mình phải sợ. Chính anh Tư vừa nói cho tôi biết, ngoài anh Tư ra còn có các sĩ quan phòng ban khác tham gia đợt vừa rồi. Chú nên nhớ, họ có cùng phe với mình đâu, nên lấy cái gì đảm bảo chuyện này nè không lọt đến tay các ông lớn khác hả? Khi đó thì sao, cảnh sát sẽ lưu ý đến chi tiết này, từ đó đâm ra nghi ngờ và có khả năng lên một kế hoạch khác tấn công vào đây một lần nữa. Không phải là không thể, lúc đó anh Tư có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được đâu. Tôi mới được chú qua đây mấy bữa đã xin chuyện rồi, thiệt tình. Em xin lỗi anh Hai, em sẽ thận trọng. Thận trọng? Tôi nói cho chú biết, chắc gì chú còn cơ hội để chú sửa sai lầm.
Dạ, ý anh là sao? Con Diễm với thằng Hải Lé, nó dựa vào cái cớ này nè, gây áp lực với tôi, rồi tống cổ chú đi. Nếu em mà đi khỏi đây, thì anh hai sẽ mất đi một tay mắt quan trọng. Tôi sẽ cố giữ chú lại. Chú đã hại tôi rồi Quý à. Ba, sao rồi ba? Có tin gì không ba? Công an họ có tới hiện trường điều tra, nhưng mà Tư Nghĩa không nhớ biển số xe, nên họ sẽ gặp khó khăn để điều tra bọn chúng. Anh đừng buồn nữa, tôi tin là công an sẽ tìm ra chị của anh mà. Mà anh ăn cái gì chưa? Anh kêu cái gì ăn nha. Tôi không ăn gì đâu. Con cứ như vậy hoài, không ăn uống gì, làm sao sống nổi? Rồi kiệt sức, làm sao có cơ hội để tìm lại được cô Ba Ngọc? Chú à, nếu bữa đó con cố gắng một chút nữa, cộng thêm con có học giỏi, thì chắc bây giờ con cứu được chị ba con rồi. Thôi, chuyện đã lỡ như vậy rồi, con đừng có dằn vặt tự trách mình nữa. Không có giải quyết được gì đâu, rồi còn ám ảnh thêm nữa. Nhưng mà con thấy mình vô dụng quá chú ơi. Nữa, ba tôi mới nói xong mà. Chú ơi, con nói thiệt với chú, con nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ độc ác đó. Tới lúc đó con mới có hy vọng con có thể tìm được chị hai và chị ba con. Anh đã nghe anh ba Hiếu kể về chuyện đó rồi mà, gần như là không tưởng. Anh hãy để cho công an lo chuyện đó đi. Họ bây giờ đã bị mua chuộc hết rồi, con không biết hả? Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ chỉ có thể tự thân vận động thôi. Thôi con đừng có nghĩ tiêu cực như vậy. Chỉ một số cảnh sát dính chàm thôi, chứ đâu phải tất cả. Như bạn của chú đó là một cảnh sát tốt, mình có thể nhờ cậy được. Thưa chú, chú cho con biết đi, trong khoảng thời gian đợi chờ này, con phải làm sao để quên đi những tội lỗi nặng này mà con đã gây ra hả chú? Nếu con bị mặc cảm dày vò, thì con hãy trút gánh nặng đó vào học tập, rồi con sẽ quên đi mà. Con không có tâm trí nào để nghĩ tới chuyện đó đâu chú ạ. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội để cứu chị của anh, bởi vì anh không biết võ, không đánh lại tên du đảng kia. Tôi nghĩ nhân dịp này anh nên cật lực hơn, tập võ bên chỗ anh Long. Cô nói đúng, tôi sẽ học võ thật giỏi để trừng trị bọn súc vật đó. Anh Nghĩa, anh ăn gì hãy đi anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Thôi kệ nó đi con. Tôi cũng trong bộ tới quyền lực, sao bắt tao ngồi đây? Mày im. Còn mày, nếu tổ chức mà gặp nguy hiểm thì mày hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vừa lên chức đã tài lanh rồi thị quy à? Cuối cùng thì đó, sống trong phập phòng lo sợ, chẳng biết công an đánh vô lúc nào. Thôi đi, mấy người đừng có thừa cơ phóng đại chuyện này. Cái chuyện vết máu mình có thể nhờ anh Tư giải quyết được. Bây giờ tôi hỏi mấy người, giả sử công an phát hiện hai xác chết nằm trong đó, có phải là tổ chức gặp nguy hiểm không? Hả? Chính mắt tôi thấy anh Tư rất là lúng túng. Khi thấy công an khác á, thấy vết máu rồi còn tính chụp hình lại nữa. Nếu anh Tư á, có thể xử lý im ấm chuyện này, thì anh Tư đi mắng giống anh Tính làm gì? Nếu cứ để tụi nó trên phòng giam thì chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra chuyện này, vì anh Tư sẽ né đi chỗ khác cho anh em tụi mình như những lần trước. Còn bây giờ thì lộ mẻ ra hết rồi. Tôi nói rồi mà mấy người có tin tôi đâu.
quy bác học chứ không phải là quy đầu gấu đâu mà làm giám sát này kia. Có thể là nó giỏi trong mấy vụ rửa tiền, nhưng mà đụng tới chuyện máu me phải có kinh nghiệm, chứ còn lỏng cống là tiêu. Sự việc đã đến mức này rồi thì không nên quán trách làm gì, chỉ cần tìm cách giải quyết ổn thỏa là được rồi. Đúng rồi, chỉ cần tạo một cái cớ nào đó nghe lọt lỗ tai chút xíu là được chứ gì đâu. Ông thôi đi, đừng có nói mấy cái chuyện rút kinh nghiệm ở đây nữa, nghe buồn cười quá. Trước giờ tôi quản lý mọi thứ đều êm ấm hết, tự nhiên từ ngày có thằng Quy xen vào quấy rối tùm lum lên hết á. Bây giờ tôi đề nghị tước quyền giám sát nội bộ của thằng Quy. Còn chuyện này nữa chưa có đủ đâu, phải phạt hắn trở về vị trí ban đầu, không cho ngồi chung hàng với tụi tôi nữa. Chuyện này ông lão đã quyết mà chấm chống hả? Ông đừng có suốt ngày đưa ông lão ra khè tôi, tôi không ngán đâu. Ông chỉ ở trong tối, còn anh em tụi tôi phải đánh trận ở ngoài sáng. Những ý kiến nào thích hợp thì ông phải nghe mà làm theo chứ. Cách tốt nhất là biểu quyết. Ai muốn cách chức Quy bác học ra khỏi bộ tứ thì giơ tay lên. Tôi. Mày thì sao Đặc Khùng? Một 100% tán thành rồi. Cách chức Quy bác học. Tôi thấy cô đã đi quá xa chức phận của mình rồi đó Diễm. Những vấn đề quan trọng này cô đâu được phép đề xuất ý kiến. Đúng. Trước giờ anh thấy tôi chưa bao giờ xen vào những cuộc họp này, nhưng lần này tôi mạnh miệng vì quyền lợi của tôi đang bị ảnh hưởng trực tiếp. Bây giờ anh đừng có lăng man nữa, lo tập trung giải quyết chuyện này đi. Được rồi, chuyện quan trọng như vậy phải xin phép ý kiến chỉ đạo của ông lão, chứ không ai trong số những người ngồi đây quyết định được hết. Còn đứa nào nghĩ mình ngang cơ với ông lão, đứng về tao coi. Tôi có ý kiến. Mày dám? Bình tĩnh. Anh là đại ca mà sao nóng quá vậy? Ý tôi là nhân dịp này tôi nghĩ ông lão nên xuất đầu lộ diện, lộ mặt ra để giải quyết chuyện này. Mấy cái mọc con mẹ gì đó, dẹp hết đi. Bây giờ toàn là chuyện sống chết không à. Chuyện sống chết là sao? Chuyện Quy là một, chuyện tôi là hai, chuyện tỷ lệ ăn chia lần trước chưa xong nữa là ba. Chuyện mình là sao? Tôi bị thằng trợ lý nó lừa, nó ôm hơn 10 tỷ bỏ trốn. Giờ tôi xin ông lão cho mượn một chút để trang trải, còn không á thì cho phép tôi làm ăn với đám Miên mở sòng khác. Cái gì? Một thằng cái đầu nó có sổ như vậy á mà bị người khác lừa, mày nói vậy ai tin hả? Ông nín đi, chuyện này của tôi với tổ chức liên quan gì đâu. Ông nên nhớ cái chỗ của ông là ở ngoài kia, chứ không phải rủng rỉnh ngồi đây ăn bát vàng mà không hết đâu. Cái gì? Cái gì? Hả? Học lớp 1 biết được mấy chữ mà mày đặt nói tục ngữ. Ê mày, tao dốt chữ kệ tao nha, đụng chạm là có chuyện nha mày. Thôi bỏ đi. Còn cái chuyện tính tỷ lệ ăn chia lần trước anh nói, bây giờ sao rồi? À, tao bận quá, tao chưa bàn với ông lão được. Ông làm như tụi tôi là con nít mà ông nói kiểu đó ai tin hả? Khỏi cần bạn gì hết, không phải ông nói cuộc họp nào cũng được ông lão theo dõi từ xa sao? Tụi tôi muốn ông ra mặt giải quyết chuyện này cho xong đi.
mình lộn xộn quá. Từ trước tới giờ tổ chức chưa có tiền lệ này. Không ai có thể gây áp lực buộc ông lão xuất hiện được. Nhưng mà tao sẽ đề xuất ý kiến này với ông lão. Buổi họp kết thúc. Rồi sau đây là cái bài công phá, các em hãy nhìn kỹ nha. Rồi bắt đầu. Sao vậy em? Em chặt không gãy thầy ơi. Em chặt sai kỹ thuật. Rồi tất cả các em nhìn lại. Vào tư thế, sức mạnh dồn vào cánh tay. Từ trên đây mình nhấn xuống. Nhìn kỹ. Một, hai, ba. Lúc đó mình mới dứt điểm. Rõ chưa? Rồi bây giờ em làm lại. Cho em nghỉ xíu đi thầy. Tay em còn đau quá. Bị chấn thương rồi thầy. Bây giờ có em nào làm không? Có em nào làm lại không? Dạ có. Nghĩa. Ê, bộ làm được không? Tụi này tập luyện biết bao lâu rồi mà còn chưa xi nhê nữa. Huống chi là bộ chặt tầm bậy tầm bạ, coi chừng trực ta đó nha cha. Được rồi, thầy cho em thử. Em chắc không? Rồi. Em muốn em là người giỏi nhất. Mong thầy giúp em. Lâm Điền. Dạ, sao đại ca? Mày tìm hiểu coi cái mộ thằng Tiệp Sẻo nó nằm ở đâu, rồi mình đi tới đó thắp cho nó một nén nhang. Có cần không anh? Nói với tụi mình có dính dáng gì tới nhau đâu. Dù chưa có đụng chuyện nhưng cũng là chỗ anh em giang hồ với nhau. Mày làm sao cho coi được thì làm. Dạ đại ca. Cha này dại, đụng tới đá chị cho chết. Sao mày ngu quá vậy? Cái đó là nó bị gài, chứ có phải khi không nó bị cảnh sát đập đâu. Ủa, gài sao đại ca? Còn ai ngoài cái thằng tính cùi ra. Cũng may mà lúc trước á, anh em mình không bắt tay với thằng Tiệp Sẹo. Chứ nếu không á, thì bây giờ cũng cùng chung số phận với nó rồi. Ủa, sao đại ca biết? Người trong ngành thọt ra cho tao biết. Lạ thiệt. Từ sáng tới giờ tao gọi điện đến mời ổng đi nhậu mà gọi hoài không được. Hay biến mẹ nó rồi. Đại ca, có khách. Chào anh. Có phải anh là Tám Mặt Quỷ? Đúng rồi. Cậu là ai? Chúng tôi đến từ công ty bất động sản. Mấy ông kiếm lộn người rồi hả? Tụi tôi có buôn bán đất đai gì đâu mà cần cò lái. Không phải. Chúng tôi có một phi vụ béo bở, muốn nhờ mấy anh giải quyết giùm. Chú thấy hậu quả chưa? Đám tụi nó lợi dụng vụ này để mà đá chú đó. Dạ, em biết lỗi rồi mà.
Hay là anh hai cho em gặp ông lão một lần, để em có cơ hội xin tha thứ. Chú thừa biết là không thể được. Sao vậy anh hai? Không phải trước sau giờ ông cũng xuất hiện chuyện này sao? Hồi nãy anh hứa với tụi nó rồi mà. Chú lạ gì chiến thuật câu giờ của tôi. Sức mấy mà ông lão chịu xuất hiện. Anh hai, chỗ anh em không à? Anh nói thật cho em biết đi, thật sự là có ông lão hay không? Chú điên hả? Ăn nói cái gì mà lung tung vậy? Chú cũng bị dao động, mất lập trường giống đám tụi nó sao? Thấy camera không? Nếu không phải ông lão thì ai đứng sau điều khiển nó? Chú mà ăn nói hồ đồ như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi. Dạ. Sao? Được rồi. Ừ, hẹn nhau đêm cũ. Vậy nha. Có chuyện rồi, đi. Dạ. Dạ. Chào anh. Người nhà, yên tâm đi. Dạ. Có chuyện gì nói đi. Dạ, Tám Mặt Quỷ mới nhận được một phi vụ rất ngon. Nếu thành công, hắn có thể bỏ túi hơn 10 tỷ. Mày nói rõ hơn coi. Dạ hai anh uống gì ạ? Cho ly cà phê đá. Dạ. Anh cũng vậy. Dạ. Nói tiếp đi. Dạ, một công ty bất động sản, họ mua một khu đất để xây cao ốc, nhưng kèm một cái có một căn hộ ở trong khu đất đó lại không chịu bán, nên mới tới nhờ Tám Mặt Quỷ để giải quyết. Có phải là dự án xây dựng cao ốc Thịnh Vượng không? Chú cũng biết chuyện này hả? Dạ biết. Vụ này lên sình lâu lắm rồi. Đó là khu đất vàng, đa số gia đình đã chịu giải tỏa, nhưng mà vẫn còn một số hộ không chịu dời đi. Đơn giản là vì họ không chấp nhận tiền đền bù quá thấp. À, tất đất tất vàng đây. Kỳ đây, tụi thằng Tám Mặt Quỷ nhân kèo thơm rồi. Anh mà bẻ kèo được của tụi nó thì phi vụ này anh vô rất đậm. Chờ chút. Cho chú nè. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Ừ. Chào anh. Anh hai, anh kiếm đâu ra thằng này làm đội gián hay quá vậy? Ở đâu chẳng có đội gián. Bộ chú nghĩ tổ chức của mình là bất khả xâm phạm à? Anh hai, anh giỡn với em hả? Tôi nói chú nghe chuyện này, chú tuyệt đối giữ bí mật nghe chưa? Dạ. Anh Tư mới báo cho tôi biết, ở trong tổ chức của mình có đặc tình cảnh sát gài vào. Sao? Anh Tư nói vậy thật à? Ừ. Hiện nay phải giấu kỹ tin này, nếu để lộ ra ngoài sẽ gây hoang mang xào xáo nội bộ. Anh đã báo cáo với ông lão rồi, để ông tính. Anh Tư còn nói rõ, tên nội gián này không phải mấy thằng cắt ké, mà là một kẻ có số má hẳn hoi. Làm sao Tư biết được vậy anh? Chú quên là anh Tư nằm trong ban chuyên án sao? Ờ, anh hai à, anh có thể cho em gặp mặt của anh Tư được không? Tò mò không phải là tính tốt. Dạ. Thôi, cái chuyện đó để anh với ông lão giải quyết sau. Bây giờ mình đi qua miếng thịt bò của Tám Mặt Quỷ coi hấp dẫn cỡ nào ha. Chú đang suy nghĩ cái gì vậy? Dạ,
Không, tự nhiên thấy anh nói tổ chức của mình có nội gián, em sốc quá. Bây giờ em là thanh tra nội bộ của tổ chức mình, anh giao chuyện này cho em đi. Tôi đã nói là tôi đợi báo cáo của ông lão, coi ông chỉ đạo sao rồi tính tiếp. Dạ. Nhưng mà cũng có thể đó là chiêu của anh Tư cũng nên. Sao vậy anh? Đây là chuyện hệ trọng, không lẽ anh Tư nói giỡn với mình? Sản trong đầu người ta lúc nào cũng lớn hơn sản đầu mình, làm sao mà hiểu nổi. Cho mấy chú đừng làm vậy, khách quán tôi bỏ đi hết trơn rồi đó. Chú ra, chú buồn bã hả? Chú ăn cơm gì chú nói đi, tôi làm cho. Chú đừng có phá đồ của tôi vậy chú. Chú ăn cơm sườn thôi, tôi làm cho chú. Chú ra đó ngồi đi, lấy cho tôi một chục giấy sườn. Rồi tôi làm liền, tôi làm liền cho chú. Tôi đâu có kêu sườn heo mà là sườn của bà đó. Cái gì? Ở đây tôi chỉ bán sườn heo thôi à. Chú ơi, chú ra đó ngồi đi, tôi làm cho chú. Sao không có hả? Bà chê tụi mình không có tiền, không đủ tiền để trả, bà không bán cho tụi bay. Chú ơi, tôi xin chú mà, tụi tôi làm ăn lương thiện, đâu có xích mích gì đâu mà chú tới đây đặt quán của tôi. Bà khôn hồn thì bán nhà xéo ra khỏi đây. Thì ra chú là người của bọn kia. Tôi cho bà một tuần phải cút xéo ra khỏi đây, nếu không thì gia đình bà lên bàn thờ mà ngồi. Nghe chưa? Dạ dạ dạ. Nghe chưa? Chú ơi, chú tha cho tụi tôi đi chú ơi. Mày, mày ở đâu mà? Ông ơi, ông ơi, ông ơi, làm gì vậy? Mày, mày. Chú ơi, xin mấy chú mà. Mẹ đi. Ông ơi, ông ơi, ông có sao không ông? Hả? Mẹ bị láo hả? Con dao này cũng bén lắm đó. Xẻ thịt ông bà già này mà làm sườn nướng chắc gặm cũng ngon lắm đây à. Mày chết đi. Đừng học mà tạo bán nhà. Cái căn nhà tồi tàn như vậy có con mẹ gì đâu mà phải bán cái mạng cùi để giữ nó lại. Đây là đất đai của tổ tiên tao, mày đừng học mà cướp nó. À, thì ra là vậy. Đi ra. Mẹ mày. Ba mẹ có sao không? Ra mày, ra mày. Mấy ông biến đi. Của tôi đi. Tôi gọi công an bây giờ đó. Nó kêu công an thì tụi bay, tao sợ tao te ra quần luôn rồi. Mày là con gái của ông bà già này đó hả? Chú tha cho con tôi đi chú. Rồi sao? Chú ơi, chú ơi, tôi xin chú được ơi. Rồi. Bây giờ tao không thích gặp quách của ông bà già mày nữa. Bây giờ tao tặng cho mày mấy cái sẹo trên mặt. Mày vẫn còn lì lắm. Ông đừng có hùng, đừng có sợ đâu. Để coi, tao tặng cho mày mấy vết thẹo rồi á. Mày còn gan như con tía nữa hay không? Đi tụi bay. Mày đi. Liệu hồn mày mày. Mày. Mày ơi. Sao đâu con? Chú điều tra thêm vụ này, coi có đáng nhúng tay vô không? Dạ. Sắp tới phòng rồi, ráng lên chút nữa đi mi. Ráng lên mi. Mi nằm xuống đi. Bị thương nặng quá ha. Ráng mà dưỡng thương đi. Vài bữa nữa lành lặn rồi tụi tao sẽ hành hạ mày tiếp. Phim chỉ mới bắt đầu thôi cưng ơi. Thôi đủ rồi. Mi nó đang đau đớn như vậy, mấy người còn nói những lời xỉa xói như vậy nữa hả? Còn mày nữa, tao sẽ đợi vài bữa nữa mặt mày mày lành lặn lại rồi á, mày cũng phải phục tùng tao thôi. Kỳ này á, sẽ không có thằng Quy hay thằng Quéo nào tới cứu mày đâu. Khốn nạn!
Chị Diễm, coi chừng nó lại treo cổ tự tử như lần trước nữa đó. Vậy hả? Ok, vậy thì quá tốt. Tao sẽ tuyển con My đi cùng với mày luôn, cho có bầu có bạn ha. Khốn nạn, không còn là người nữa mà. Vậy chứ là cái gì? Ngọc, Ngọc, My, My, Ngọc cẩn thận đó. Con mụ đó nói là sẽ làm. Sợ gì tụi nó chứ. Tình hình đang căng như vậy, anh tính sao thưa anh? Khỉ đột vẫn mãi là khỉ đột, không thể tiến hóa thành người được. Ba tên này không những không tin ta, mà còn không phục ta nữa. Nếu không, chúng ta không gây áp lực buộc ta phải xuất đầu lộ diện. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, khi nội lực ta đủ mạnh, bọn này sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Em cũng như anh, bức xúc đám này quá. Nhưng mà hiện giờ vẫn phải cộng sinh với tụi nó, vì chưa có cách nào khả dĩ hơn. Bây giờ nếu ta nhượng bộ làm theo ý tụi nó, thì chẳng khác nào mình tự hạ mình. Tụi nó sẽ được nước để làm tớ hoài. Được rồi, lần này cứ đáp ứng hết yêu cầu của tụi nó, xem thử coi đứa nào có cớ để làm loạn nữa hay không. Nghĩa là anh đồng ý cấp tiền cho Siêu Sủi. Nếu vậy thì anh sẽ tạo ra một tiền lệ rất là xấu, là để cài bọn chúng hiềm khích với nhà. Anh nghĩ bọn chúng sẽ ganh tị với Siêu Sủi à? Đúng vậy, khi lợi ích của chúng xung đột. Dạ. Chị Diễm, ông này em thấy quen quen. Ừ, xì sủi chứ ai. Mà sao ông Hải dẫn ông này vô đây làm chi vậy ta? Bộ chị không thích ông hả? Tay này lôm cơm bố láo lắm. Chả hiểu gì sao mà tính cùi lại thu nạp hắn nữa. Thôi, mày lên làm việc đi. Dạ. Sao, có muốn kêu mấy em cho phục vụ không? Thôi, với tao cả đống mà tao có thèm xử đến nào đâu. Biết đâu lên này đổi gió, bản năng đàn ông trỗi dậy thì sao? Từ ngày tao lên đô tới giờ, tao không có ham muốn cái vụ đó nữa. Mày chết chóe dữ quá mà, sao mà thò nổi. Thôi, tại đâu hay tới đó mày ơi. Tao đâu có ngán thằng nào. Đợt này tính cùi mày lộn xộn, kỳ này tao sút luôn á. Mày nghĩ mày có cửa đấu với tính cùi không? Thử mới biết chứ. Giờ tao đã có ưu dụ của đám Miên, mở sông độc lập thì càng ngon. Khỏi lệ thuộc, cống nạp cho thằng nào con mẹ gì hết. Tao có chuyện muốn nhờ mày giúp nè. Chuyện gì mày nói đi. Sau khi Tiệp Sẹo bị xử, thì dân chơi rất khang hàng đá. Mày bên Miên có nhiều mối, kiếm giúp tao đi, để tao hốt vốn này. Đụng vào ma túy, mày mà bị công an hốt là lên bàn thờ nha mày. Tao với mày còn cái cốc khô gì nữa đâu mà sợ hốt. Mà tao nghe nói vụ này tính cùi cũng đang chạy cái ông lão mà. Vụ này đâu có dính dáng gì tới tổ chức đâu. Tao cũng đã suy nghĩ như mày, muốn làm ăn riêng.
thì phần này lớn lắm. Dù tính cùi có nhúng tay vô hay không thì mặc kệ. À, hiểu rồi. Hèn gì bữa nay mày tốt đột xuất, kêu tôi qua đây lấy này phải không? Mụ Diễm dạo này quản lý hết tiền bạc của tao, nên tao phải làm ăn riêng thôi. Mày nhớ, vụ này giữ bí mật tuyệt đối nha. Mày mà nói là tao giết mày. Nếu tao giúp mày thì tao được gì? Ủa, anh Hải anh nhờ anh mua cái gì vậy? À, anh định nhờ thằng Xùi mua một số hàng nóng ở bển. Vậy hả? Anh tưởng đâu em là con nít hả chồng yêu? Em không tin thì em hỏi nó đi. Ờ đúng đó, nó nói nó cần mấy khẩu AK để phòng thân cho chắc ăn á mà. Chứ súng ngắn chưa đủ FP đâu em. Vậy hả? Ừ. Để tao qua đó gom được hàng á thì tao báo mày. Ừ, tao cảm ơn mày. Ờ, anh Xì không về dưới sao? Chưa, anh đang đợi tính ghẻ, tính sổ cái vụ kia. Anh mới ghé chơi chút xíu mà em đã đủ rồi. Người đẹp. Trời ơi, em đâu có dám thất kính như vậy. Chỗ này của em á cũng là do tổ chức ban cho em. Ờ, anh á thì cũng có khác gì chủ đâu. Dạ, cháu tính. Mà anh bên này còn bạn không? À, anh lúc nào cũng có bạn VIP hết. Dạ, mời ngồi. Mời anh. Em ơi, chú thấy chỗ này sao? Chỗ này lúc trước tôi tìm sẹo phải không anh? Chính xác, nhưng bây giờ nó là của mình. Nè, tụi nó làm cái gì vậy? Tụi nó đập đá đó anh. Tụi nó dám chơi công khai ở đây luôn à? Dạ em cũng không biết nè anh. Biến đi. Dạ em biết rồi. Mời hai anh. Chuyện này là sao vậy anh? Chú chả biết cái gì hết. Cái vũ trường này họ còn kiếm sẹo làm chủ, thì dân chơi đã thoải mái nằm đá ở đây rồi. Bây giờ anh về tiếp quản, hạn chế vụ đó, thì dân chơi bỏ đi hết sao? Vậy là họ mang đá từ ngoài vô luôn à? Thì đương nhiên rồi. Thường thì em thấy khách buôn ma túy ngay tại sàn, chứ có ai dạy đâu mang phải kê ngoài đường cho dễ bị tóm. Thật ra cũng do mấy thằng đàn em cũ bán thôi. Trong khoảng thời gian này anh muốn lấy lòng tụi nó nên cũng nhắm mắt làm ngơ. Rồi tính sao mà. Dạ. Anh hai, em thấy thị trường này ngon quá, tại sao ông lão lại không nhảy vô anh? Ông nói làm gì thì làm, nhưng cấm dính vô ma túy dễ lên đường lắm. Ông bỏ anh cũng tiếc. Anh hai, anh biết tụi nó mua hàng ở đâu không? Ở ngoài bán thiếu gì. Mà nè, chú hỏi giống điều tra vậy. Anh chọc em hoài. Em hỏi vậy thôi. Anh làm với em á là đổi dáng không bằng vậy. Vô anh. Chú Quy nè. Dạ. Chú còn ai là người thân không? Anh biết rồi mà. Em chỉ có một mình thôi. Ba mẹ mất hết rồi. Nè, sao em thấy anh hơi lạ lạ? Bộ có chuyện gì à? Có gì đâu, anh không nhớ kỹ thì hỏi là chú thôi mà. Vô. Dạ. Được rồi, em đưa mấy đứa về dưới, anh thấy có được không? À, nhắc tới chuyện này anh mới nhớ. Cái con gà của em á, nó sổng chuồng, nó mất mẹ rồi. Trời, anh nói con Quỳnh đó hả? Ờ, đợt vừa rồi có mình nói chứ ai. Trời ơi,
Sao bây giờ anh mới nói cho em biết vậy? Mà nó trốn cách nào vậy anh? Nó với ba đứa nữa hè nhau bỏ trốn. Cuối cùng á thì chỉ có mình nó thoát à. Còn ba đứa thì một đứa chết, hai đứa bị bắt. Thôi được rồi, để em tìm đứa nào ngon ngon em bắt đền cho anh nha. Con Quỳnh đó tính nó cũng ba gai lắm. Nếu đợt này tổ chức cho anh mở thêm sòng thì em phải kiếm cho anh 20 đứa loại A nha. Anh sẽ trả hậu cho em. Anh à, bây giờ mấy đứa đó tìm khó lắm. Mấy cái nhà hàng của tụi em á, bây giờ còn đang thiếu quá trời nè. Hãy đưa con nhỏ Ngọc xuống đó đi. Hả? Điên hả? Ủa, mà nhỏ đó có đẹp không? Nó cũng thường thôi. Nhưng nó còn nai lắm. Hàng thô mà anh. Đâu, dắt anh đi coi mặt thử coi. Đi. Tài Lanh mà. Mi ráng uống đi. Mi ráng uống cho có sức khỏe. Mai mốt Ngọc nghĩ là tương lai của tụi mình sẽ sáng sủa hơn mà. Mi uống thêm nữa đi. Con nhỏ này đó hả? Ok, ngon đó. Mày cứ tìm mấy đứa dạng này cho tao. Khách mà thua bài á, được mấy em này dớt dát, lần sau nó dát tiền qua chơi tiếp. Ok, nếu vậy coi như tụi mình sòng phẳng với nhau đúng không? Được, thôi tôi về nha. Nè, anh tính giở trò gì ở đây nữa đó? Em ở đây thì trước sau bộ diễm cũng làm cho em thân tàn ma dại mà thôi. Bây giờ anh đẩy em ra sòng bạc biên giới với thằng Siêu thì em sẽ an toàn, em hiểu chưa? Coi như là anh giúp em để chuộc lỗi cái vụ lần trước. Anh im đi. Anh đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Tôi ở trong tay bọn lưu manh như anh đó thì nơi nào cũng chẳng khác gì là địa ngục hết đó. Ý em nói là nằm ngửa ở đây cũng vậy, ở biên giới cũng vậy, chỗ nào cũng nằm ngửa hết đúng không? Tôi khốn nạn mà. Đi ra. Đưa anh Quỳ vô nhà đi. Dạ. Để em tự vô được, anh yên tâm đi, không sao đâu. Cẩn thận nha. Dạ. Bye bye anh. Vô ngủ ngon, mai đi họp nghe. Đại ca ngủ ngon. Ừ. Không lẽ mình bị lộ rồi sao? Thank you.
chào anh Huy. Dạ, anh tính chưa ngủ dậy? Kệ ông, tôi vô chợ chút, sạc pin luôn. Dạ. Chào anh. Ôi, sáng sớm sạc pin sớm vậy? À, tại tối qua đi chơi với anh hai, không có sạc pin. Hết pin nên trả thủ sạc luôn. Thấy thầy trò của chú khoái đi chung với nhau quá ha. Dạ. Chú giống y như con kia nhà anh, trung thành với chủ. Hình như anh Đạt cũng không ưa gì tôi đúng không? Hả? Chú nghĩ vậy hả? Ừ. Đúng vậy. Nếu như chú đừng lợi dụng cái việc xử thần dũng mụn để lấy điểm á, thì tao bớt ghét mày rồi. À, anh vẫn còn hằng học tôi chuyện đó à? Chào anh. Chào anh. Chào. Wow. Rồi. Mày tới nhà sếp sao mày không tắm mày? Giờ vậy quá. À quên quên, thằng này nó xì ke mà tắm gì. Ê, có tin tao quất mày không mày? Nè, sáng sớm tới vô nhà tao đánh lộn hả? Giỡn mà sếp. Ê, mày giỡn mặt tao hả mày? Ừ, tao giỡn chút xíu mà làm dữ gì mày? Chút nữa tôi có chuyện gì gấp nên anh đừng có vòng vo. Có gì nói thử tôi nghe được không? Từ từ chứ chị Sủi, mày làm gì căng thẳng dữ vậy hả? Ủa, nói vậy là ông lão chưa chịu xuất hiện hả? Chưa cần thiết đâu, chắc đợi khi công an hốt cả đám ông mới lòi mặt ra đi thăm nuôi, có đúng không? Mày vừa phải thôi chứ xìu. Miễn làm sao chuyện tiền nông của mày ông lão đáp ứng đầy đủ là được rồi. Mày còn đòi hỏi gì nữa? Dạ đây anh, đưa đây. Đó. Mày muốn thì cứ đếm, nhưng mà chắc tới sáng mai mới xong. 5 tỷ chứ ít gì mày. Lần này ông lão giải quyết dễ dàng như vậy, tôi thấy cũng lạ ha. Có gì đâu mày thấy lạ. Vì số tiền này á là số tiền nợ, sẽ trừ vào phúc lợi mỗi quý của nó. Nè, ông lão đã giúp mày số tiền này, cho nên mày không được phép liên kết với đám Miên mở sòng bài khác. Mày nghe rõ chưa? Được rồi, anh yên tâm đi. Còn về chuyện tính tỷ lệ chia chác thì ông lão quyết định tăng cho mỗi đứa thêm 20% trên tổng số doanh thu nộp về sau khi trừ phần cứng. Wow, ông lão chịu chơi ghê ha. Tôi chỉ tưởng là khoảng 5% là cùng mà, không ngờ ông quất tới 20% luôn. Thôi đi, ông đừng có tưởng bở. Thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ, sau khi trừ phần cứng phải nộp, phần còn lại có bao nhiêu đâu? Mày tham quá đó Hải Lé. Làm ăn được hay không á là do mỗi thằng. Ông lão hào phóng như vậy, cảm ơn không hết, mà còn cảm đảm gì nữa. Mày mới được ứng của 5 tỷ mà đổi giọng liền hả? Coi như hôm nay những bức xúc bấy lâu nay của tụi bay đã được giải quyết xong. Nhưng tao cảnh báo trước nha, đừng thấy ông lão nhân nhượng lần này mà tụi bay lầm tới. Vì trong số tụi bay nè, không có ai là bất khả xâm phạm hết, hiểu chưa? Băng đại của mình là một tổ chức chuyên nghiệp, nên tôi mong anh em làm gì thì làm cũng phải đặt lợi ích của tổ chức mình lên trên hết.
Vụ thằng này anh tính cho chìm xuồng luôn sao? Anh coi thường lời cảnh cáo của anh Tư quá vậy? Chuyện đó để tao giải quyết với anh Tư, mày khỏi lo. Nghĩa là bây giờ nó vẫn ngồi ghế cũ à? Đúng. Nè, có vẻ anh muốn bứng tôi ra khỏi đây để dễ bề thao túng à? Mày được lắm. Tao nhượng bộ mày lần này, nhưng chỉ cần mày bất cẩn ảnh hưởng tới công việc làm ăn của tao một lần nữa, tao sẽ có cách xử lý mày. Tôi với anh á, bây giờ là ngang hàng phải giới với nhau. Anh muốn nói gì thì nói, đừng có hù dọa tôi. Ăn nói cho đàng hoàng. Mày là thằng nào? Ê, thằng kia, ai cho phép mày bước vô đây hả? Bây giờ đó là cận vệ của tôi, tôi ở đâu thì nó ở đó. Chắc phải phiền anh cho nó một đặc cách, được không anh Tính? Ê, Tiến Lũi, có phải mày vừa ở tù ra không? Đúng. Nó là cao thủ võ lâm, nếu mày cần gì, nói với tao một tiếng, tao cho nó hỗ trợ mày. Ok, thằng này tốt. Ông thấy tụi nó có đúng không? Ông cài thằng Quy vô bộ tứ quyền lực để chi phối anh em tụi mình đi mà. Tao nhìn cái mặt thằng đó, tao cũng không ưa gì. Muốn tống cổ nó thì cũng dễ thôi, tìm cớ gì đó gây khó dễ cho nó, không? Trước sau nó cũng phải lên đường à. Mà tao nghĩ lão Tính không đỡ hoài được đâu. Cái chính hiện giờ là tôi vẫn chưa tìm được điểm yếu của thằng Quy Bá Khổng đó. Thôi, tụi mày tự xử đi. Tao về tổ chim của tao. Mới ứng được chút tiền mà đặt tè toét. Hồi đó ông chê sòng bạc ở biên giới, giờ siêu sủi ra đó coi như làm vua một cõi, chẳng ma nào dám đụng. Còn anh em tụi mình ở chút xíu là bị công an dính. Lên đường. Đám lưu manh này giờ phải hạ mình chiều chuộng tụi nó, thiệt chẳng ra làm sao cả. Anh hai tức tụi nó đi làm cái gì? Đợi tới lúc mình mạnh lên, xử lý tụi nó cũng dễ dàng thôi mà. Chú điều tra khu đất đó tới đâu rồi? Dạ, khu đất đó là một khu đất vàng, đang được một tập đoàn đầu tư nước ngoài nhắm tới để xây khách sạn năm sau. Nhưng bọn họ bị dướng chuyện đền bù giải tỏa, cho nên mới nhờ đám Thịnh Vượng giải quyết giúp để ăn qua hồng. Nghĩ là chúng chỉ giống như cò mồi thôi. Dạ đúng, còn chuyện đền bù giải tỏa là của tập đoàn rồi. Tụi này tưởng trái ngọt nên nhào vô đớp, ai về dưới chừng lại mắc kẹn. Bây giờ mới nhờ tụi tám mắt quỷ đây mà. Chú thấy vụ này mình chơi được không? 10 tỷ đâu phải là số tiền ít đâu anh hai. Ok, anh sẽ gặp tám mắt quỷ đặt vấn đề, coi thái độ hắn ra sao rồi tính tiếp. Dạ. Thôi chú về đi. Dạ, em lấy điện thoại. Bây giờ tôi biểu coi. Dạ. Dạ. Tụi bây về quê thằng Quy, điều tra lai lịch đó ra sao?
nhất là vấn đề nhân thân. Cô trước khi nó vô làm, nó làm gì, ở đâu, rõ chưa? Dạ. Alo, chú à, con cần gặp chú ngay bây giờ. Dạ. Em nghe nói nó làm bên ngân hàng. Tao nói trước khi nó làm ngân hàng. Dạ. Đi đi. Dạ. Đi. Cùi đã cho người điều tra con. Bọn chúng đang trên đường về quê. Có khả năng con đã bị lộ. Không phải là nhà dưới đó đang bỏ trống sao? Không may là mẹ con mới dọn về ở lại, con chưa kịp xử lý tình huống này. Chú hiểu rồi, chú sẽ cho người giải quyết gấp. Bí mật về con, chú giữ rất kín. Con có sơ hở gì không mà để bị nghi ngờ? Dạ, chắc chắn là không. Chỉ có anh Tư mới tuôn được tin này cho bọn chúng. Nói vậy, hắn ta là người cho chuyên án của chú rồi. Phải.
Kỳ lạ thật. Chuyện nổi gián này chỉ có Hà và Vũ biết thôi. Không lẽ... Gọi trung tá Hà lên đây cho tôi. Sao? Xin nghỉ phép mấy ngày à? Được rồi, cảm ơn đồng chí. Má Hai ơi. Ai đó? Má Hai khỏe không? À, khỏe. Con chào má. Ờ, cậu là... Dạ, con là Trung. Bạn học của Huy đó. Má nhớ không? À, thôi, tao nhớ bay rồi. Có phải bay với nó là được duy nhất được chọn lên bộ học, có phải không? Dạ, đúng rồi. À, còn cậu này? Dạ, đây là đồng nghiệp của con. À, cũng là đồng cậu. Nghiệp của Huy đó má. À, cũng là cảnh sát luôn đó. Dạ. Dạ má, cho con thắp cho chú nén nhang nha má. Ờ, hai đứa đốt nhang cho ổng. Dạ, đi. Dạ, con xin phép má. Ừ. Dạ. Ngồi đi con. Dạ. Lúc này má khỏe không? Khỏe. Nè, hai đứa xuống tới đây có chuyện gì vậy? Dạ, lúc này thằng Huy có hay về thăm má không? Có. Nó có về thăm má cách đây 2 năm. Dạ. Nó nói với má là nó nhận nhiệm vụ quan trọng lắm. Đó, lúc đó thì má ở bên nhà chị nó. Chị nó sắp sanh. Bây giờ đứa nhỏ nó lớn rồi. Rồi đó, má về trở lại đây. Dạ. Mà bay hay thiệt nha. Chục năm mà chứ ít ỏi gì đâu mà còn nhớ đường vô nhà là hay lắm đó. Dạ. À, con có việc muốn nhờ má chuyện này. Chuyện gì?